nhìn cái tướng bộ tướng của một người, chỉ cần nhìn cái mặt, nhìn cái cằm, nhìn cái mũi hay nhìn cái trán, người ta biết rằng là cái người đấy làm việc là có đầu cuối hay không. Đối với cả một cái gương mặt, chúng ta sẽ có là hình tướng, chúng ta có thần tướng và chúng ta có khí tướng. Thì tượng trưng ba tướng gọi là tinh khí thần, nó sẽ thể hiện trên cái gương mặt của anh chị. Cái sắc thái, cái năng lượng của anh chị nó thể hiện ngay trên mặt. Thế thì trong phong thủy thì người ta chia cái mặt của chúng ta ra thành các cái bộ vị khác nhau, gồm có thượng đình, trung đình và hạ đình. Nó tượng trưng cho thượng vận, trung vận và hạ vận. Thì thường là cái phần thượng đình nó có tượng trưng cho phần tiền vận, phần trung đình nó tượng trưng cho phần trung vận, và phần hạ đình nó tượng trưng cho phần cho phần người ta gọi là cuối vận. Nhìn cái tướng bộ tướng của một người, chỉ cần nhìn cái mặt, nhìn cái cằm, nhìn cái mũi hay nhìn cái trán, người ta biết rằng là cái người đấy làm việc là có đầu cuối hay không. Và người ta sẽ chia cái gương mặt ra thêm thành thập tam tướng bộ vị pháp, thiên trung ở trên trước đúng không ạ, thường hay gọi là thiên trung, thiên đình, tư không, ấn đường, sơn căn đúng không ạ. Thì hay bảo là vị trí sơn căn chẳng hạn, ví dụ cái sơn căn đó là cái điểm nối giữa cái thiên đình với cả cái địa cát, giữa nối hai bên gian môn với nhau, cho nên là ở vị trí này là sơn căn. Nếu như mà sơn căn mà có vết đúng không ạ, thế thì khí của tử tức không trông thông với cả khí của phúc cung và bản mệnh, thì ý rằng là cái người đấy là hay mâu thuẫn với cả gia đình, tức là vợ chồng hay cãi nhau bất hòa, cho nên tài lộc nó không thông. Sau đó người ta chia gương mặt ra thành các là mệnh cung này, tài bạch cung này, điền sản này, tài bạch này đúng không ạ, mệnh cung này, điền trạch này đúng không ạ, tử tức này đúng không ạ. Người ta chia thành nô bộc, rồi huynh đệ, rồi tật ách, rồi thiên di, rồi phụ mẫu, rồi gian môn. Thì 13 cái cung bộ trên mặt, thì mỗi một cái mặt thì rơi bộ vị, thì nhìn sắc khí sáng tối nhuận tràng và vết ở trên đó để mà đoán xem mệnh phụ phúc điền quan đô di tật tài tử thê huynh có vấn đề gì. Phương pháp này người ta gọi là định vị tướng pháp, tức là người ta sẽ căn cứ vào, chúng ta nhìn trên cái gương mặt nó có các hình số đúng không ạ, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đúng không ạ, thì năm nay tuổi âm lịch của anh chị bao nhiêu tuổi, thì nhìn sắc khí ở vị trí đó để toán xem là cái vận hạn của cái người đấy năm nay thế nào. Ví dụ từ 41, 41, 42, 41, 42, 43, 44, 45, 46 đúng không ạ, 46, 47, 48, 49, 50. Thế thì bảo năm nay hạn ông 49 tuổi chẳng hạn đi, ví dụ đi, cứ nhìn cho tôi cái cánh mũi ở bên trái của ông ấy có vết không, có hạn không, biết ngay. Nó mà cứ thâm đen mà nhiều vết hoặc nhiều tia máu chọc lên chắc chắn bệnh luôn. Sờ mũi đúng không ạ, cho nên nghe là cái trung vận nó nằm ở, đa phần nằm ở cái phần khoang mũi này, và đây là phần tài bạch. Thế thì cái số này là cái số tuổi âm lịch của anh chị, nhìn vùng đó tự nhiên năm nay mà thấy cái chỗ đấy mà có cái nốt ruồi đen, đối chiếu cái đấy sang nó nằm ở bộ vào, tiền hay bệnh, tiền thì bên dưới, bệnh thì bên trên, nốt ruồi mà đúng không ạ, hay nô bộc thì biết ngay. Thì tra cái bản cái mặt này là cái gì, là để kiểm tra xem là, để kiểm tra xem là hạn nó vào chỗ nào. Thì cái tài liệu này tôi in trong tài liệu anh chị rồi, về nghiên cứu thêm tôi viết rất kỹ ở đấy rồi, phải đọc thôi đúng không ạ. Tôi chỉ giải thích là cái số này để tôi xí là năm nay anh chị bao nhiêu tuổi.